Chào các bạn, mình là Đinh Xuân Bảo đến từ xbsport.vn. Thì hôm nay mình sẽ muốn giới thiệu đến các bạn một cái series dành cho những người mới chơi ha. Thì cái series này chủ yếu là mình tập trung giới thiệu cho những người nào mới đến với bộ môn cầu lông những cái cơ bản nhất để họ có thể nắm được và để có thể bắt đầu chơi bộ môn cầu lông này cho nó tốt. Thì đến với là tập đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cách cầm vợt đúng là như thế nào. Đầu tiên đến với bộ môn này thì đa phần mọi người sẽ hay cầm vợt theo cái kiểu tự nhiên. Khi mà mới đến chơi thì họ sẽ thường cầm kén búa. Thì cầm kén búa là như thế nào thì để mình giới thiệu sơ qua cho các bạn thấy ha. Thì kén búa nghĩa là các bạn sẽ cầm cây vợt, mà khi các bạn nắm cái bàn tay lại như nắm đấm như thế này nè, thì cái mặt vợt á nó sẽ hướng ra trước như thế này đó. Và các bạn có cái động tác đánh cầu giống như là các bạn cầm cái búa, các bạn đập như thế này. Thì đây thì là cái mà mọi người thường hay gọi là cầm vợt kén búa. Thì đối với cái cách cầm vợt này á thì mọi người vẫn sẽ đánh được ha, và đánh dễ nữa là khác. Nhưng mà nó sẽ có một vài cái điểm là các bạn sẽ không có thể đánh mạnh được, hoặc là vào những cái tình huống có những cái góc đánh các bạn sẽ rất là khó khăn, không có đánh được với cái kiểu cầm vợt như thế này. Thì để cầm vợt đúng thì đầu tiên cây vợt, mình sẽ muốn nói cho các bạn biết là cái cây vợt, các bạn nhìn một cây vợt khi chưa quấn cán ha, thì cái cán vợt á các bạn sẽ thấy nó sẽ có tới tổng cộng là 8 mặt, 8 cái cạnh. Nó sẽ bao gồm có hai cái cạnh lớn nè, hai cái cạnh mặt vợt lớn nè, và có ba cái cạnh, là trong đó có 4 cạnh vác nghiêng và hai cái cạnh là vác dọc theo thân vợt. Thì ở đây ha, mình sẽ chỉ cần quan tâm là mình sẽ quan tâm tới hai cái mặt lớn nhất mà nó chạy dọc theo hai cái mặt lưới đi xuống á. Thì khi mà mình quấn cán vào á thì những cái cạnh nghiêng á thì mình sẽ khó nhận biết, nhưng mà hai cái cạnh mặt vợt lớn á thì mình sẽ vẫn rất là dễ nhìn thấy ha. Chỉ đơn giản là nó sẽ chạy dọc theo hai cái mặt lưới thôi. Thì để mà cầm vợt đúng thì mình đầu tiên ha, cái ngón tay là cái ngón trỏ và ngón cái của các bạn á, bạn sẽ có một cái hành động bóp như thế này cho mình nè. Bạn cầm nắm gì đó bạn bóp như thế này, thì bạn đưa vợt vào hai cái cạnh lớn nằm hai bên, các bạn để hai cạnh lớn cầm hai bên ha, rồi các bạn để ra trước như thế này nè đó. Rồi sau đó các bạn sẽ đưa hai ngón tay này, các bạn bóp vào cho mình, bóp như thế này đó, bóp vào và giữ như thế này ha. Rồi sau đó là các cái ngón tay còn lại các bạn sẽ ôm theo thân vợt một cách tự nhiên nhất, thì các bạn sẽ cầm được cây vợt đúng ha. Và lúc này các bạn nhìn, để mà mình nhận biết được mình cầm có đúng hay không á, thì các bạn nhìn lại cái mặt vợt lúc này nó không còn hướng ra trước nữa, mà lúc này cái cạnh vợt nó sẽ hướng ra trước và mặt vợt nó sẽ hướng ra hai bên. Rồi sau đó các bạn sẽ bỏ ngón cái ôm xuống ha, ôm nhẹ xuống. Thì lúc này đây là cái lúc mà các bạn cầm vợt để đánh phải tay, thì các bạn sẽ phải ôm ngón cái xuống. Để mà các bạn đánh được trái tay ha, hay trong cầu lông người ta hay gọi là đánh RV á, thì lúc này các bạn sẽ xoay chuyển cái cây vợt qua nghiêng một xíu, bằng cách á là các bạn sẽ giữ sử dụng cũng hai cái ngón này luôn ha, ngón cái và ngón trỏ. Các bạn sẽ xoay cây vợt nhẹ qua, các bạn sẽ dùng hai ngón tay như thế này, các bạn nhấn nhẹ như thế này, nhấn qua. Và lúc này các bạn nhìn lại cái mặt vợt của mình sẽ hơi nghiêng xéo ra trước như thế này đó. Và cái ngón trỏ các bạn lúc này sẽ bóp xuống dưới, và các bạn sử dụng ngón cái để các bạn đẩy đi, các bạn nhấn tới để đánh RV như thế này. Thì đa phần mọi người sẽ gặp khó khăn trong cái việc mà chuyển từ phải tay sang trái tay ha. Thì đây là một cái tip để các bạn có thể tự tập tại nhà, mà các bạn chỉ cần cầm cây vợt các bạn tập được. Đó là các bạn cứ tập chuyển tới chuyển lui từ phải sang trái sang phải ha, cho nó thuần thục. Thì bạn vô các bạn đánh, các bạn sẽ chuyển được nhanh hơn. Thì đây là cái cách các bạn chuyển ha, các bạn cứ cầm đúng phải, rồi các bạn chuyển trái, rồi lại đưa phải, rồi lại trái. Các bạn cứ chuyển như thế nào cho thuần thục và chính xác ha. Đó, cứ cầm đúng vô phải rồi lại mình chuyển trái, rồi phải, trái, làm sao mà nhanh nhất có thể. Thì đó là cái cách cầm vợt ha, đúng, và cầm vợt phải tay và trái tay như thế nào, cũng như là cái tip để các bạn luyện tập ở nhà trước khi các bạn ra sân, để các bạn có thể thuần thục chuyển từ trái sang phải, phải sang trái ha. Thì nếu mà các bạn còn nào mà còn thắc mắc nữa, hoặc có những thắc mắc nào nữa thì các bạn cứ comment xuống phía dưới ha. Còn nếu mà các bạn thấy mình làm video có hữu ích thì các bạn cho mình một like và một subscribe ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.